Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay là thứ tư lễ cho. Cùng với giáo hội toàn cầu, chúng ta chính thức khai mạc mùa chay thánh, thời gian 40 ngày để chúng ta có đủ thời giờ suy nghĩ trong cái tinh thần hy sinh hãm mình đền tội, chuẩn bị tâm hồn để cử hành tam nhật vượt qua. Do vậy hôm nay chúng ta hãy sốt sắng với tinh thần đức tin để quyết tâm đi vào mùa chiến đấu thiêng liêng, chiến lại, chống lại cái tinh thần của thế gian xác thịt ma quỷ, để mỗi người chúng ta có một tâm hồn thánh thiện xứng đáng để đón nhận ơn phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Hôm nay người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp mau qua, nuối tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hao huyền, dạ cha và đạo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kinh yêu Chúa Trời. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tôi lối nguyện lùi xa, Chúa sẽ thương hai hòa. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên, dù người chính trực chuôn chuyên cũng may phen yêu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chớ gì mình và máu Đức Kitô
chúng con vừa lãnh nhận, giúp chúng con biết ăn chay hãm mình sao cho đẹp lòng Chúa, và nhờ đó tâm hồn của chúng con được khỏi hết mọi tật nguyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hôm nay là ngày giữ chay, ăn chay kiêng thịt. Chúng ta cố gắng để sống với tinh thần hãm mình, đừng để cho tính xác thịt lăng loạn làm mất cái ý nghĩa của ngày chay thánh. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời. Vì là bụi trần